nha em ơi, ngắm biển với chim anh nè. Superman ở tại bãi biển. Kim Anh đang quay ngược sáng cho nên mọi người sẽ thấy Kim Anh rất là tối thui, đen thui lùi. Nhưng mà ở đây thì từ trên cao nè, mình nhìn xuống dưới kia thì mình sẽ thấy được rất là nhiều người đang tắm biển. Trời ơi, đã dễ sợ luôn á. Phải chi mà Kim Anh không bận bịu á, Kim Anh sẽ phóng xuống Kim Anh tắm biển với mọi người luôn á. Mọi người nhìn thấy không? Đó, tắm biển kìa đó. Trời ơi, đã chưa? Trời ơi, tắm biển kia. Đây, coi lại nha. Bây giờ thì nhìn em rõ chưa nào? Hôm nay thì Kim Anh có mặt ở tại Nha Trang. Ở Nha Trang thì hôm nay Kim Anh đi họp báo giải cánh diều ở tại Nha Trang. Và hôm nay thì thật sự là vui và rất là hồ hởi khi mà và nghe được một cái thông tin, đó là ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 8 sẽ tổ chức giải cánh diều ở tại thành phố Nha Trang nha. Thành phố biển Nha Trang rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, wow, mọi người đang đang tắm biển nè. Trời ơi, đẹp quá trời. Ủa, alo. Trời ơi, cái tay tôi. Đó, đây, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ồ, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không cả nhà. Rất rất là đẹp luôn. Wow. Đó kìa, anh gì anh kêu cho ngắm giới nè. Em đang quay cho anh ngắm nè. Đó, bây giờ ngắm Kim Anh nha. Kim Anh đang có mặt ở tại Nha Trang. Và bây giờ thì Kim Anh rất là thích khi mà ở Sheraton, một nơi mà được rất là nhiều các bạn nhân viên cũng như là quản lý cũng rất là yêu thương Kim Anh và hỗ trợ cho Kim Anh hết mình luôn. Và ở đây thì Kim Anh được chăm sóc rất là tỉ mỉ nha, khoe với mọi người nha. Oh, wow, sao nó hơi tối hả? Khoe với mọi người nha. Đây, lấy cho Kim Anh rất là nhiều bánh nè, bánh rồi đủ thứ hết, nhưng mà Kim Anh ăn hết rồi. Coi này dễ thương không? In hình Kim Anh ra để luôn nè đó. Đó, in hình Kim Anh ra chào mừng Kim Anh tới nè. Ủa, ai vậy, ai vậy? Tôi đang livestream mà ai vô vậy? Ai tới vậy? Ai vậy? À, không không không, cảm ơn, cảm ơn chị. Dạ, trời ơi, dễ thương không, khi Kim Anh về tới khách sạn rồi là lên hỏi coi là có cần nước nôi gì không. Đó, dễ thương quá trời luôn cả nhà. Hôm nay nhìn Nhật Kim Anh đẹp quá. Dạ, Kim Anh cảm ơn. Ở khách sạn mình ôm nên là buồn quá livestream. Trời ơi, nói nghe nè. Thật sự ra với Kim Anh nha, Kim Anh đi du lịch đi đâu cũng vậy trơn á, không thể nào thiếu. Đó, coi nè, đó, thấy chưa? Đâu phải chuyện giỡn đâu đúng không? Cả nhà thấy không? Cà phê Laura, cà phê Linh Chi nè. Đó, cà phê Đông Trùng nè. Cà phê Linh Chi, cà phê Đông Trùng ở đâu cũng phải có. Nói chung đợt này tôi rút kinh nghiệm từ bà bèo, bánh bèo Thúi rồi. Tôi tự tôi mang theo luôn. Không cần bà mang cho tôi luôn. Đây, cà phê Linh Chi và cà phê Đông Trùng. À, cà phê Đông Trùng Hạ Thảo của Laura Cà Phê ha. À, hiện bây giờ đang có một cái giá rất là tuyệt vời cho mọi người, đó là 85k một hộp 10 gói, và Linh Chi 75k một hộp 10 gói nha cả nhà nha. Cả nhà liên hệ liền các nhà phân phối nha, uống ghiền vô cùng luôn. Kim Anh đi đâu cũng phải mang theo hết nè cả nhà thấy không? Đó. Hồi sáng mới uống dở nè. Đó, còn 4 4 gói. Đó, cho cả nhà mình coi phòng 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 Kim Anh nha. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Đặt cái phòng á, phòng vừa vừa thôi. Nhưng mà Sheraton mấy anh quản lý rất là dễ thương, nói là hỗ trợ cho Kim Anh một cái phòng biết bự luôn. Bự. Dễ thương lắm cả nhà. Nói chung là đón mợ ba một cách rất là nồng nhiệt. Mợ ba rất là thích. Ở đây cũng có một cái view rất là dễ thương nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, view đi ra nè đó. Đó, từ giường ngủ luôn nè, thấy không? Cái giường ngủ nè đó, nhìn ra cái view đó rất là đẹp luôn. Đó. Thôi ngắm giường ngoài chi, ngắm Kim Anh đi. Còn đây là cái chỗ Kim Anh hay ngồi và make up. Nhìn dễ thương ha. Mợ ba đáng yêu, cảm ơn Kim Thơ nha. Đó, đây là những sản phẩm mà Kim Anh mang theo. Ví dụ như là kem ngựa ha, đây là một cái dạng abu, một cái dạng
đậm đặc, một cái abu đậm đặc á, thay vì là serum mọi người thường hay xài serum, thì serum thực sự ra thì nó cũng ok nhưng mà nó cũng rất là tốt, nhưng mà cái hàng abu nó còn kinh khủng khiếp hơn, tức là nó một cái dạng tinh chất đậm đặc hơn nữa để đưa sâu vào da của mình và nuôi dưỡng ở trong đó. Thì đây là abu dầu ngựa ha. Abu dầu ngựa thì các bạn phải kết hợp thêm với lại cái horse oil cream, tức là khi mà mình đưa abu vào trong cái da của mình, đưa vào trong 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 da của mình rồi, sau cái bước làm sạch rồi thì mình phải sử dụng bộ này để dưỡng da và nuôi dưỡng da. Nó chiết xuất từ dầu ngựa, vì vậy cho nên là nó là một cái dạng khỏi phải nói là sao ta, nó là một cái tinh thể vàng đưa vào trong trong cái da của mình đó. Khi mình ví von như vậy nha, nó dạng như vậy á. Đó, ví von nó là một cái dạng như như bên nước ngoài á, họ nói nó là một cái dạng tinh thể vàng đưa vào trong da của mình, đưa ra một cái tinh chất quý hiếm để nuôi dưỡng làn da của chúng ta ha. Và đi đâu thì mình cũng mang theo nó. Và dĩ nhiên phụ nữ mình á thì không thể nào thiếu, đó là cái chai lăn lăn chống nhăn chống thâm vùng mắt. À, đây là chai chống nhăn chống thâm vùng mắt. Các chị em mình biết rồi, nếu mà mình lớn tuổi á, như Kim Anh nè ha, 40 tuổi tới nơi rồi. Cho nên là cái vùng mắt là cái vùng quan trọng nhất. Và khi mà cái vùng mắt là cái vùng quan trọng nhất thì mình phải sao? Mình phải chăm sóc ạ. Các chị em mình thường chăm da nè, rồi chăm sóc tóc nè, rồi chăm sóc hàm răng của mình, nhưng mà quên đi đó là cái vùng mắt của mình. Cái vùng mắt của mình rất là quan trọng nha các chị em. Chỉ cần cười lên mà nhăn một cái thôi là nhìn thấy mình già hẳn luôn, và mình nhỏ, mình nhìn thấy mình già hơn người ta rất là nhiều. Vì vậy cho nên tuy rằng là mình không thể nào cải lão hoàn đồng được, mình không thể nào mà mình trở lại giống như cái thời mà mình còn bé thơ được, nhưng mình có thể cải thiện được ha. Ví dụ như vùng nhăn này, đúng không? Thay vì mình không sử dụng Doctor Eye đi, đây là một cái dòng Doctor nha cả nhà, Doctor Eye đi để cải thiện cái vùng nhăn vùng mắt này đi. Ví dụ mình không xài, thì nếu mình không xài thì cái vùng này nó sẽ nhăn hơn và nó khô càng sỏi đá hơn. Bởi vì sao? Nó không có tinh chất nào để nuôi dưỡng cái vùng mắt này hết. Thì các chị em mình phải bổ sung nó vào. Ví dụ như mình không thể nào trở về cái thời mà mình 18, 19, 20 được, thì mình có lớn tuổi đi nữa thì cái vùng này của mình nó cũng được cải thiện và nó giảm thiểu lại. Các chị em mình nhớ nha, hãy dùng ngay cái chống nhăn chống thâm vùng mắt dòng Doctor của Laura Sunshine của Nhật Kim Anh nha. Đây là dòng Doctor được các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc họ nghiên cứu và sản xuất ra, và bên Nhật Kim Anh đã ưu tiên hàng đầu về cái chống nhăn chống thâm vùng mắt. Và hơn nữa là nó có cái đầu Bion tĩnh điện nè các chị em mình nè. Đó, cái đầu Bion tĩnh điện nó đưa sâu những cái tinh chất vào trong cái vùng da mắt của chúng ta, làm cho vùng da mắt của chúng ta nó không có bị trùng, bị nhăn. Cũng như là các chị em mà thức khuya nhiều á thì cũng phải xài để chi, để nó giảm bớt cái thâm đi. Chứ các chị em mình khi mà xài á cũng phải cố gắng nha, cũng phải kết hợp với ăn uống ngủ nghỉ, chứ không phải là ồ tôi có cái chống nhăn chống thâm vùng mắt này rồi thì tôi thức khuya coi đá banh hay tôi thức khuya ăn nhậu cho đã nha. Không nha, never nha. Làm như vậy á thì các chị em mình có kem thánh kem thần nào cũng không bao giờ hết nhăn cái vùng này cả, và nó thâm hơn cũng như ngày một nó làm cho mình lão hóa nhiều hơn nha. Nhớ giùm Kim Anh nhé. Đó, và ngoài ra thì Kim Anh còn có serum nám nữa nè, tại vì Kim Anh cũng nói rồi, da Kim Anh không có nám nhưng mà Kim Anh phải backup, tại vì lúc nào cũng vậy, Kim Anh cũng phải cầm theo để mà mình nhiều khi lỡ không may hôm nào đó Kim Anh nướng, Kim Anh phóng xuống biển, Kim Anh tắm đi, ví dụ vậy đi, mà Kim Anh quên, lỡ không may quên chống nắng là Kim Anh về phải sử dụng nó liền để ức chế melanin. Tại vì khi mà mình đối diện cái da của mình mà mình không sử dụng chống nắng của Laura Sunshine ha, thì mình sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với lại cái tia nắng. Mà khi mà mình tiếp xúc với lại tia nắng như vậy á thì cái da của mình nó bị kiểu mà ánh nắng nó đốt trực tiếp á. Mà khi nó đốt trực tiếp vào trong 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 da của mình như vậy á thì là cái da của mình rất là bị ảnh hưởng, nó phải đối diện với lại tia UVA và UVB, và như vậy thì nó sẽ làm cho cái melanin ở dưới da của chúng ta nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Và khi phát triển mạnh mẽ hơn như vậy thì hình thành đó là gì? Là da của các chị em mình lúc nào cũng sẽ bị nám, bị tàn nhang, cũng như là nó bị lỗ chỗ đen á. Cho nên Kim Anh phải backup đó là cái chai nám Melas Serum của Laura Sunshine được sản xuất tại Pháp. Đây là một dòng được chiết xuất từ vỏ cây thông đỏ ha, và vỏ cây thông đỏ này là được trồng tại Pháp.
Phải nói là nó tự tự nhiên mọc tại Pháp và sau này thì người ta nhân giống nó ra, tại vì nó chứa một cái thành phần rất là tuyệt vời, đó là cái thành phần pinogenol. Và các chị em mình cũng có thể lên trên Google để search cái pinogenol để biết thêm về cái thành phần quý hiếm này. Và chỉ duy nhất nha, chỉ duy nhất cái thành phần pinogenol này nó nằm ở trong vỏ cây thông đỏ của Pháp, và cả nhà mình biết rồi, chỉ có thổ nhưỡng ha, thổ nhưỡng môi trường khí hậu của Pháp thì nó mới có thể sinh sản và sống được cái cây thông đỏ đó thôi. Chứ cây thông đỏ của Pháp nó là đặc trưng nha, chứ không phải là cây thông đỏ trên Đà Lạt hay cây thông ở bên Hàn Quốc đâu nha. Nó là một dạng thông đỏ tiêu biểu của Pháp. Nó là một cái dạng thông của Pháp chứ không phải là thông 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 lung tung, và như vậy thì nó có ẩn chứa ở bên trong cái vỏ cái thông đỏ đó, đó là một cái hoạt chất pinogenol và nó ức chế melanin cho các chị em mình, cũng như nó giúp đẩy lùi cải thiện và nó đánh tan cái vùng vùng nám của mình, cho trả lại cho các chị em mình một cái làn da mịn màng ha và trắng sáng. Nhớ nha các chị em nha. Melasserum là một triệu tám nha. Đó, và các chị em mình phải kết hợp với viên uống. Cái viên uống đợt này cái mình bỏ quên ở nhà mất tiêu rồi, cái mình không có mang theo. Nhớ là phải kết hợp với viên uống Perfect Skin. Tại vì cái Perfect Skin á nó cũng có hoạt chất pinogenol, và cái hoạt chất pinogenol đó nó giống như mình uống là trong uống nào ngoài thoa. Ngoài thì mình sử dụng cái melasserum này. Và cái melasserum này nha cả nhà mình, nó vừa làm sáng vừa làm mịn da, cũng như là nó smooth smooth cái da mình đó, nó làm cho cái da của mình rất là mịn màng và nó rờ nó mịn á. Nhưng mà dĩ nhiên nha các chị em mình nha. Này, cho các chị em mình coi. Dĩ nhiên một điều ha là cái thông đỏ thì nó là có cái màu đặc trưng. Cái màu đặc trưng của thông đỏ nó là như thế này. Và cái màu đặc trưng của nó đó thì khi mà các chị em bôi ra, ví dụ như các bạn bôi lên đây thì các chị em mình sẽ thấy được cái da của mình là nó vàng liền. Nó vàng liền. Nhưng đừng lo nha, don't worry ha. Cái màu vàng này á nó là thông đỏ đậm đặc nguyên chất. Vì vậy cho nên nó khi mà nó thẩm thấu vào trong da của mình, các chị em mình sẽ thấy cái da mình nó bị vàng 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 đỏ đỏ như vậy. Thì không sao, cái hoạt chất nó đưa vào trong và nó sẽ đánh cho cái melanin và đánh cho cái vùng tàn nhang và nám của các chị em mình giảm thiểu tối đa luôn nha các chị em. Dạ 1,8 triệu à, đây melasserum. Và nhớ giùm Kim Anh là phải kết hợp với viên uống nữa. Hôm nay Kim Anh quên mang viên uống, Kim tức gì mà tức cái trời ơi, tại bởi vì cái gì mà gấp á, cái gì mà tôi mà gấp á, là coi như là quên trước quên sau không nhớ, tại vì nhiều sản phẩm quá đó, nhiều quá cho nên là cái manh mang hũ tóc mà lại không mang viên uống Perfect Skin, coi như ngày hôm nay là quên uống Perfect Skin rồi đó. Nhưng mà lưu ý dùm cái manh nha, khi sử dụng Melasserum để mà cải thiện nám cho các chị em mình á, các chị em mình lưu ý dùm cái manh là phải trong uống ngoài thoa. Và một cái chai serum như thế này á được sản xuất tại Pháp nha, và nó 50 ml, cái chai rất là chất lượng luôn, các chị em mình nhìn xịn sò chưa. Và hơn nữa là cái nguyên liệu của nó mới là quan trọng, nó giúp đẩy lùi nám cho các chị em mình rất tốt luôn. Ngoài ra thì bên Kim Anh còn có bộ trắng da đây cho mọi người coi nè, đó trong phòng tắm của tôi nè, đó thấy chưa, đó, phòng tắm của tôi đó, nào là chống nắng nè, chống nắng nè, bộ đôi tẩy tắm tắm trắng nè, đây đây mới là cái điều mà tôi thiệt luôn á mong mỏi đó, cả nhà mình thấy không đó, từ bồn tắm nha mà đi ra đây đó, trời ơi đẹp xuất sắc xuất thần luôn đó. Thôi nhìn em đi, đừng có nhìn cái phòng của em, ok đó cả nhà mình. Đây là bộ đôi tắm, tắm trắng. Phải nói là ở ngoài thì rất là nhiều loại tắm trắng nhưng mà mỗi loại nó đều mùi khác, nhưng mà với tiêu chí của bên Kim Anh nha, Kim Anh là sản xuất mỹ phẩm là thứ nhất bảo vệ cho làn da người tiêu dùng, không để hóa chất cũng như là không tẩy ha. Vì vậy cho nên bộ đôi tắm trắng này của Nhật Kim Anh á, bộ đôi này là bộ đôi ủ trắng, thì nó giúp cho thứ nhất khi các chị em mình sử dụng cái chai đầu tiên đó là chai oxygen, thì khi sử dụng lên da đó nè, Kim Anh phải có cái phòng tắm, có cái bồn tắm để ra lát nữa là bắt đầu Kim Anh sẽ ủ bộ đôi này. Thứ nhất là khi mà mình ủ cái bộ đôi tắm tắm trắng này nè thì nó là detox và nó clear cái những cái tế bào dơ này, những cái tế bào chết nè, và những cái gì ta, hoạt chất đen á, gọi là cái gì, gọi là những cái chấm chấm,
Nói chung là cái làn da của các chị em mình bị nâu, bị đen thì nó là có một cái hoạt chất gọi là melanin mà nó hình thành nên cái da, hoặc là các chị em mình đi nắng nhiều quá cái da mình nó sạm lại, nó bị nâu. Thì như vậy thì các chị em mình dùng cái oxygen này nè thì ủ lên trên da của mình và từ từ nó đẩy cái oxygen, nó sẽ đẩy ra hết những cái dơ cũng như là nó nằm sâu ở dưới lỗ chân lông của mình ha. Đầu tiên hết, bước một các chị em mình sử dụng cái chai detox detox oxygen này dùng Kim Anh. Sau khi oxygen khoảng độ 10 phút đến 15 phút thôi để cho nó xùi bọt ra. Đây là tại Kim Anh đi bỏ vali á, cho nên là Kim Anh phải đóng nó lại. Này, lát nữa đây Kim Anh sẽ xài thử cho các chị mình nè. Đây cái chai oxygen nha, oxygen đầu tiên. Đó, oxygen là đầu tiên. Thì khi mà các chị em mình bôi lên trên da, nó sẽ oxygen nó sẽ thẩm thấu vào trong cái lỗ chân lông của các chị em mình. Và sau khi mà nó thẩm thấu vào lỗ chân lông rồi thì nó sẽ đưa ra những cái bọt khí như vậy. Và đồng thời khi mà nó đưa bọt khí ra như vậy á thì nó sẽ đưa hết những cái bã dơ nè, chất dơ nè, da ngâm nè, nó sẽ đẩy ra ha. Và đồng thời nó là giúp cho các chị em mình trắng cái phần đó luôn. Thì sau khi các chị em mình làm sạch bằng cái oxygen này rồi thì các chị em mình nhớ là rửa đi. Này, cho mình lau đỡ cho các chị em mình coi thôi. Nè, mới xài chút xíu thôi nha, nhưng mà các chị em mình nên ủ oxygen cho nó ra khỏi cái làn da, cho nó vô thẩm thấu vào trong cái làn da của các chị em mình lâu lâu một xíu để cho nó làm sạch ở như dưới lỗ chân lông. Tại vì dưới lỗ chân lông của mình đó, mình tẩy tới mà chết này cái nọ nhưng mà nó không thể nào tẩy ở trong cái lỗ chân lông được, thì mình phải sử dụng cái oxygen nè. Các chị em mình thấy không, oxygen nè nó sủi bọt ra như vậy nè, nó thấy không, chữ hờ là chữ tên em đó, chữ Huy đó. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ làm đi. Đó, thì các chị em mình sẽ thấy được là nó bước làm sạch. Nó làm sạch nè. Đó, nó làm sạch một bên nè. Mới nhiêu đó thôi mà nó đã động, thấy là nó sáng rõ cái tay mình lên rồi. Đó, sau khi nó sáng cái tay mình lên rồi thì các chị em mình sau khi sáng nha, mình ủ hết nguyên người luôn nha, chứ không phải chỉ có cái tay không giống như Kim Anh nhớ. Rồi, sau khi ủ nguyên người rồi đó thì các chị em mình ủ thêm cái trắng da lên cho Kim Anh. Đây. Nó là một cái dạng được chiết xuất, cái này thì được chiết xuất từ tảo biển nha, và các hoạt chất tuyệt vời để nó nuôi dưỡng và nó làm cho cái da của các chị em mình sạch sẽ hơn, nó cải thiện cái da của các chị em mình hơn. Còn cái trắng mà Kim Anh mới vừa bôi lên nè, nó là được chiết xuất từ vitamin C liều cao và nó ủ. Khi mà các chị em mình bôi lên da sau khi mà mình oxygen rồi đó, mình oxy để mà mình đưa những cái tạp chất ra khỏi cái da của mình sạch sẽ rồi đó, thì các chị em mình sử dụng cho Kim Anh cái ủ trắng này lên. Cái ủ trắng này á, hoạt chất của nó được chiết xuất từ vitamin C liều cao và các hoạt chất khác ha, rất là nhiều hoạt chất. Và như vậy khi mà ủ lên trắng lên như vậy, dĩ nhiên nha các chị em mình, Kim Anh không có để tẩy hay là để những cái hóa chất bào mòn vô. Vì vậy cho nên là các chị em mình ủ cũng chịu khó nha, nó phải là có giai đoạn và thời gian. Cũng như là các chị em mình, ví dụ như là một, thay vì ở ngoài các chị em mình mua đồ tắm trắng về đi, các chị em mình chỉ có tắm trắng lần cái là trời ơi nó tẩy một phát, nó trắng luôn cả cái lông tai của mình luôn. Nhưng mà như vậy thì nó đồng thời nó làm nó bào mòn cái da của các chị em mình á. Mà khi nó bào mòn cái da của các chị em mình rồi thì cái da của các chị mình rất yếu và rất là dễ tiếp xúc với là ánh sáng tiêu UVA và UVB. Từ đó rất dễ bị ung thư da nha các chị em mình nha, nếu bào mòn quá nhiều ha. Và cái này của bên Kim Anh đó là hoàn toàn an toàn, và các chị em mình có thể ủ một tuần 3 lần được luôn nha. Ủ một tuần 3 lần bởi vì nó hoàn toàn tự nhiên và nó hoàn toàn gọi là gì ta, an toàn nha. Nó an toàn cho các chị em mình lắm. Và như vậy khi sau khi mà các chị em mình ủ cái vitamin C liều cao vào rồi, cái ủ trắng này vào rồi đó, thì các chị em mình nhớ mua giùm Kim Anh ha một cái áo mưa dạng 10.000 20.000 một cái á. Mỏng tít, mỏng lép ta xài một lần xong á thì các chị em mình mặc vô giùm Kim Anh. Thay vì mình phải quấn ni lông vậy thì mất thời gian lắm. Thì bây giờ mình mặc cái áo mưa vô luôn. Thì mình ủ như vậy thì cái vitamin C liều cao này nè, nó sẽ đi sâu vào trong cái làn da mà các chị em đã được làm sạch bởi cái oxygen được chiết xuất từ tảo biển đó. Thì nó sẽ đi sâu vào đó và đồng thời nó nuôi dưỡng cái da của các chị em mình khỏe lên, và nó nuôi dưỡng làm cho cái da của các chị em mình trắng ra ha. Và đây là cái mình nói, đây là bộ trắng da an toàn. Ok,
Kim Anh cam kết 100% đây là bộ trắng da an toàn được sản xuất tại Hàn Quốc nha các chị em mình nha. Và một hũ như vậy tắm cũng khá là lâu, tại một hũ này nó tới 200ml lực. Đó, Kim Anh cứ để như vậy thôi. Các chị em nhớ nha, nhớ là phải thường xuyên mình phải ủ trắng để cho cái da của mình nó đẹp hơn. Và ủ trắng thì nó có rất là nhiều loại trên thị trường, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nào nó an toàn thì các chị em mình lựa chọn. Nhớ nha. Cũng không cần thiết phải mua ủng hộ Kim Anh hay là gì đâu, nếu mà ủng hộ Kim Anh thì càng tốt, nhưng mà không á thì các chị em mình mua ở đâu cũng được, miễn sao phải an toàn. Đó. Nè, ủ một cái chút xíu là cái da mình nó sạch và nó tiếp nhận cái vitamin C liều cao vào trong cái da của mình rồi, thì đồng thời cái vitamin C đó nó giúp nuôi dưỡng và nó làm cho cái da của mình trắng lên nhá. Đó, các chị em mình nhớ là phải thường xuyên tắm trắng, ủ trắng giùm Kim Anh. Đây là bộ ủ trắng an toàn, được chiết xuất từ vitamin C, được chiết xuất từ tảo biển Hàn Quốc nha. Đây, tảo biển Hàn Quốc, nhớ giùm Kim Anh nhá. Đó. Và sau khi mà các chị em mình ủ trắng xong đó thì nhớ giùm Kim Anh là nè, đó, cái đó là ủ trắng thôi. Còn ví dụ như là các chị em mình phải, ví dụ như da mặt ha, muốn đẹp muốn sạch thì mình phải tẩy tế bào chết thường xuyên, thì tẩy tế bào chết bên Kim Anh có than hoạt tính ha, được chiết xuất từ than hoạt tính và nó là một cái dạng gel. Đây cho cả nhà mình coi luôn, một cái dạng gel như thế này. Thì ví dụ như các chị em mình muốn tẩy tế bào chết trên da thì khi mà bôi ra như vậy thì nó rất là lỏng, nó là dạng gel cô đặc. Và khi gel cô đặc thì các chị em mình để ở ngoài cho nó cô đặc lại, nó gặp không khí. Tại cái gel của được chiết xuất từ than hoạt tính này nè, nó gặp không khí là nó sẽ cô đặc lại. Và khi cô đặc như vậy nó sẽ tạo thành một cái lớp gel ha. Và lớp gel nó khô lại rồi đó, thì lúc đó các chị em mình tẩy tế bào chết đó, thì khi mà các chị em mình đưa đến đâu đó, thì nó sẽ kéo những cái tế bào chết ra đến đó, đồng thời nó kéo luôn cả những cái mụn cám ở trên cái cánh mũi của mình và những cái hoạt chất hay là cái tạp chất dơ nằm ở dưới cái chân lông của mình ha, nó kéo ra luôn. Đó, và đây là cái gel được chiết xuất từ than hoạt tính của Laura Sunshine, được sản xuất tại Hàn Quốc nha các chị em mình nha. Các chị em mình muốn hỏi về sản phẩm nào thì cứ comment nha. Càng ngày càng xinh, Thanh Trần Văn. Dạ em cảm ơn ạ. Ngô Phúc, hello Ngô Phúc. Hello, hôm nay chị Nhật Kim Anh xinh đẹp quá. Cảm ơn Ngọc Thành nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À rồi, đó Kim Anh để nãy giờ thì cái gel tẩy tế bào chết da mặt ha. Tẩy tế bào chết da mặt thì nó cũng đã cô đặc lại rồi. Và như vậy thì Kim Anh chỉ có việc tẩy thôi. Đó, bằng trà như vậy nè, thì một lát sau thì nó sẽ đưa cái da chết của mình đó nè, nó ra da chết nè cả nhà thấy không, trắng nè đó, nó ra da chết như vậy. Và mình cứ tẩy thôi, mình cứ trà như vậy. Và tất cả những dòng mỹ phẩm của Laura Sunshine đều an toàn tuyệt đối nha các chị em mình. Nè, thấy không? Thấy không? Thấy nó ra không? Đó. Nó da chết đó cả nha. Đó. Đây nha, các chị em mình muốn hỏi sản phẩm nào vào Kim Anh khuyên luôn, nếu mà da mặt nha thì các chị em mình phải tẩy tế bào chết thường xuyên và tẩy tế bào chết một tuần 2 lần nha, 2 lần thôi, đừng 3 lần thì hơi nhiều. Hello Nguyễn Tiền Quang. Hello. Kim Anh đang ở Nha Trang. Đó, sau khi Kim Anh tẩy tế bào chết rồi thì đây, thì sau khi tẩy tế bào chết thì các nhà mình nhớ sử dụng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt hiện bây giờ của Kim Anh đó là sữa rửa mặt hiệu Hoa Ngày Tây. À, Kim Anh có một cái bộ hiệu Hoa Ngày Tây nữa. Trời ơi, đâu rồi? Đây, Kim Anh để trên đầu giường mà không nhớ. Để trên đầu giường đây, nó là nguyên bộ nha. Các chị em mình phải sử dụng, phải dưỡng da. Đây là cái bộ serum và kem nhụy hoa ngày Tây. Hồi nãy có một người hỏi Kim Anh đó là được những cái sản phẩm chiết xuất từ nhụy hoa ngày Tây, thì bên Kim Anh có là bộ đôi thần thánh này luôn, bộ đôi serum nhụy hoa ngày Tây, serum tinh chất đậm đặc và kem nhụy hoa ngày Tây, sữa rửa mặt nhụy hoa ngày Tây, được tất cả đều được sản xuất tại Hàn Quốc. Và ngoài ra thì Kim Anh còn có mặt nạ nè, mà đợt này Kim Anh không mang mặt nạ theo, tại vì da Kim Anh hôm nay Kim Anh mới vừa đắp vào tối rồi, hồi tối hôm qua Kim Anh còn ở Sài Gòn. Kim Anh đang yêu, dạ cảm ơn nhiều, dạ biển Nha Trang ạ. Và ngoài ra thì Kim Anh rửa sữa rửa mặt ha, mình tẩy tế bào chết xong thì mình rửa sữa rửa mặt xong là mình sạch sẽ rồi. Thì nếu ai mà đang muốn detox á,
detox cái da mặt mình ra. Tại vì đôi khi trong một tháng á, mình sử dụng quá nhiều mỹ phẩm hoặc là mình tiếp xúc quá nhiều khói bụi thì mình cần phải detox. Detox là gì? Là mình phải đẩy những cái chất dơ ở bên dưới bì biểu bì của da mình nha, để nó đi ra ngoài, tức là ở sâu ở dưới lỗ chân lông nữa ha, thì nó sẽ đi ra ngoài. Thì các chị em mình cần phải detox mix nha. Detox mix là gì? Là thải độc. Và chai detox mix này của bên Laura Sunshine, nó được sản xuất tại Hàn Quốc với 4 công dụng. Đó là thứ nhất là detox, là thải độc. Thứ hai, sau khi thải độc rồi, nó sẽ cung cấp những vitamin trái cây, vitamin này kia nọ vào trong da của mình để nó nuôi dưỡng. Và sau khi nó nuôi dưỡng rồi, nó cân bằng độ pH. Và ngoài ra thì nó còn một công dụng nữa, đó là nó sử dụng trước và sau khi make up, giữ nền make up cực đẹp luôn. Ví dụ như khi mình đang make up rồi, phải không? Cái thứ nhất là mát mẻ và tỉnh táo. Thứ hai nữa là nó giữ cái nền make up. Như từ sáng tới bây giờ cái mình make up, cái mình để y nguyên cái mặt này luôn à, để mà các chị em mình thấy không, rất là mềm và da của mình đó, nó rất là mịn luôn đó. Detox make nha. Nhưng mà cái mắc nhất của nó là gì các chị em mình biết không? Đó là detox, là thải độc à, nó thải độc cực tốt luôn nha các chị em mình nha. Đó, thì ai muốn thải độc thì sử dụng thải độc liền. Còn nếu như không sử dụng thải độc liền á, không cần sử dụng á, thì ok, đi với Kim Anh qua bên đây. Đó, đây. Trời ơi là trời. Đầy đủ đồ chơi nha. Đầy đủ đồ chơi. Đó. Tẩy trang, bộ tẩy trang. Lát nữa Kim Anh sẽ phải sử dụng bộ tẩy trang nè, son nữa nè, thấy không? Đó, chưa được đánh son nữa, lát đánh son. Chút nữa cái mình đi tơi. Đây, đây là bộ đôi tẩy trang nè. Nhớ giùm cái mình đi ra ngoài đường là phải chống nắng. Đó, chống nắng. Bên Kim Anh có tới hai loại chống nắng. Một loại là màu vàng. Và bộ màu vàng á, là nó dành là chuyên dụng. Ví dụ như đi biển, đi này kia nọ, những cái nơi nào mà nó nắng quá gắt thì sử dụng bộ chuyên dụng về chống nắng. Còn nếu như các chị em mình mà đi cũng đi nắng nhưng mà lại thích có một chút xíu make up thì sử dụng cái chống nắng hồng nha, Pink Sun Pay. Nhưng mà Kim Anh không mang theo tại Kim Anh mang cái này rồi. Và ngoài ra thì đi khi đi về, trở về nhà các chị em mình phải tẩy trang cho Kim Anh. Các chị em mình cứ nói là ủa sao lông mi Kim Anh dài quá. Thì lông mi Kim Anh dài là bởi vì Kim Anh không có xài cái gì, cái serum gì ấy mi đâu nha. Kim Anh cũng đang test thử đó. Nếu mà ok thì Kim Anh sản xuất, còn không ok thì khỏi luôn. Miễn trong danh sách của Laura Sunshine nhé. Laura Sunshine, trong danh sách của Laura Sunshine là phải những cái gì đó Kim Anh đã được trải nghiệm và phải thật sự tốt thì mình mới đưa ra thị trường. Để trời, lấy tiền người tiêu dùng đâu phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Cơm áo gạo tiền ai cũng khó khăn để đi kiếm tiền cả. Và khi người ta bỏ một đồng tiền ra, người ta mua một sản phẩm nào đó phải chất lượng đi đôi với lại cái đồng tiền bát gạo của họ. Cho nên khi mà Kim Anh test sản phẩm, Kim Anh test rất là kỹ để khi mà mình đưa ra một sản phẩm nào đó đến tay người tiêu dùng thì thật sự người ta cảm thấy sản phẩm ok, đáng đồng tiền để mà người ta cần, người ta mua. Đó là cái quy tắc làm công việc của Kim Anh, quy tắc sản xuất mỹ phẩm của như Kim Anh là như vậy. Và bản thân Kim Anh cũng vậy. Kim Anh lấy từ Kim Anh thôi. Ví dụ như Kim Anh đi mua một sản phẩm gì đó, mua về sáng được dùng, ủa trời ơi, tự nhiên cái tôi tốn một đống tiền. Tôi tốn, tuy rằng tiền nó ít thôi, rẻ thôi, nhưng mà mình mua nhiều lần như vậy thì gom lại nó rất là nhiều. Đó là lý do tại sao Kim Anh mua một món đáng một món. Cho nên các chị em mình đừng có ham rẻ, Kim Anh khổ lắm. Rẻ thì nó đi đôi với chất lượng thôi à. Cái nào rẻ nó cũng có cái giá của nó hết á. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Mắc thì là chất lượng nó mắc, còn rẻ thì chất lượng nó rẻ. Vậy thôi. Quan trọng là mình hài lòng với cái gì mình muốn. Dạ, yeah. Đó. Rồi, thì cái lông mi của Kim Anh nè, là hiện bây giờ Kim Anh chỉ xài có cái Lift Eyes Remove. Tức là nó có một cái oil, nó có một cái loại dạng dầu ở trong này. Và đồng thời cái dầu này nó, khi mà mình tẩy trang xong á, mình tẩy trang cái lông mi mascara của mình ra. Cái mascara nè, tẩy ra xong thì nó lại thẩm thấu vào dưới cái chân mi của mình. Và nó nuôi dưỡng cái lông mi của mình luôn. Ghê không? Bởi vì Kim Anh xài cái này xong, Kim Anh nói, ủa sao lông mi của mình lúc này nó dài quá. Thì mình mới biết được là trong này, trong cái Lift nó nuôi dưỡng luôn. Ngoài cái việc là nó, công dụng của nó là tẩy trang ra thì nó còn giúp nuôi dưỡng cái mi của các chị em mình ha. Và khi mà tẩy son lì á, thì đồng thời nó nuôi cái môi của mình, nó không bị khô, không bị bong chóc luôn nha. Thì đây là cái Lift ha, là tẩy trang mắt và môi.
Còn đây là một cái dạng make up remove, tức là mình sẽ tẩy cái da mặt, cái phấn mà mình đã đánh đi. À, các chị em mình đôi khi bỏ đi cái bước tẩy trang chỉ duy nhất rửa mặt thôi, đó là một cái điều rất là sai lầm. Tại vì cứ nghĩ là sữa rửa mặt là sạch. Không, đó rất là nhiều bước và đây là bước cơ bản nhất của các chị em mình khi làm đẹp. Các chị em mình nhớ nha, khi mình làm đẹp mình cũng phải cần có kiến thức làm đẹp. Chứ không phải mình cứ, thôi làm đại rồi đi ngủ. Không nha, đó là lý do tại sao mà mình lại già hơn những người khác. Những người khác, ủa tại sao cũng bằng tuổi mình mà tại sao họ trẻ quá vậy? Bởi vì người nào cũng có bí quyết hết trơn á. Người nào cũng có cái cách sử dụng riêng của họ và cái cách, ngoài cái việc mà mình sử dụng mỹ phẩm ở bên ngoài vào, nuôi dưỡng cái làn da của mình bên ngoài vào, thì mình còn phải nuôi dưỡng từ bên trong, ví dụ như ăn nè, ăn yến nè, hay là mình ăn những cái sản phẩm hay ăn những cái món ăn mà nó có thể đặc biệt nuôi dưỡng trong cơ thể của mình, nuôi dưỡng máu huyết của mình, như nhụy hoa nghệ tây cũng là một cái vàng đỏ của thế giới đó cả nhà. Đó. Hoặc là đông trùng hạ thảo nè. Đó là những cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng vào trong cơ thể của mình và nó nuôi dưỡng và cũng như là nó tăng sức đề kháng cho mình luôn. Cả nhà mình nhớ nha. Rồi, đây là một cái dạng gel để mà mình tẩy đi những cái lớp phấn mà mình bôi đi những cái lớp phấn mà mình đã đánh trên mặt. Đây là hai sản phẩm tẩy trang của Laura Sunshine nha, được sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Ngoài ra thì hồi nãy thì mình mới chia sẻ đó là các chị em mình đã sử dụng cái bộ trắng xong. Sau khi sử dụng cái bộ trắng này xong thì các chị em mình nhớ sử dụng kem ngựa. Tức là cái đây là một cái kem body hot oil, nó giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm làn da của các chị em mình. Dĩ nhiên nó phải trắng từ từ. Kim Anh ở bên Kim Anh là không có cái gì mà tẩy cái trắng liền hay là ủ cái trắng liền, không có. Dạ, nếu mà muốn cái đó thì chắc là phải để cho các chị em mình phải đi mua chỗ khác rồi. Tại vì Kim Anh, cái quan niệm của Kim Anh đó là không tẩy và không làm cho cái da của mình bị ảnh hưởng. Tại vì về bây giờ mình có thể mình tẩy chút xíu không sao đâu, miễn mình trắng là được. Các chị em mình nghĩ như vậy đó, nghĩ rất là đơn giản. Đúng rồi, tẩy một lần không sao, tẩy hai lần là có sao nha. Hoặc là tẩy một lần là cái da của các chị em mình đã bị bào mòn rồi. Và như vậy thì nó mất đi cái lớp bảo vệ làn da của các chị em mình. Nhẹ thì mất đi lớp bảo vệ thì nó sẽ tiếp xúc với lại tia UVA và UVB nhiều hơn. Và khi tiếp xúc như vậy các chị em không những không trắng mà các chị em còn đen hơn. Và khi đen hơn như vậy thì nó không có cái điều gì để mà ức chế cái melanin, thì từ đó nó hình thành lên nám và tàn nhang. Tại sao mà các chị em mình nhìn thấy mấy bạn Tây á, họ rất là bị nhiều đồi mồi tàn nhang? Bởi vì họ nghĩ là đồi mồi tàn nhang là đẹp và họ không có chống nắng chống hết gì hết. Họ cứ đi ra nắng họ phơi. Đó là cái mà rất là nguy hiểm nha. Và cũng đã từng có rất là nhiều người bị ung thư da bởi vì họ cứ nghĩ rằng là phơi nắng không sao cả. Đó là một cái sai lầm nha. Nói chung là mình cứ tự bảo vệ mình thôi và các chị em mình cứ thấy cái sản phẩm nào tốt thì các chị em mình xài. Không nhất thiết là phải xài của Kim Anh đâu. Nếu ủng hộ Kim Anh thì Kim Anh càng cảm ơn nhiều. Còn không thì thôi. Tất cả những dòng sản phẩm của Kim Anh đều có ở tất cả các cửa hàng trên toàn quốc. Hoặc là các chị em mình cũng có thể vào trong cái trang mà Kim Anh đang livestream này để các chị em mình gặp các nhà phân phối hoặc là inbox với các nhà phân phối để mua hàng một cách nhanh chóng và được tư vấn một cách gọi là nhanh hơn và nhiệt tình hơn nhé. Và chu đáo hơn đó. Sau khi mà các chị em mình ủ trắng xong, ủ trắng cái bộ đồ ủ trắng này nè, đó, ủ xong thì các chị em phải sử dụng liền cái dưỡng này, dưỡng kem ngựa này, để nó giúp giữ ẩm nè, mịn da nè và trắng da hơn nha. Nhớ giùm Kim Anh nha, cái này tới 200 gram lượt, khá là nhiều, xài lâu lắm và hơn nữa là nó bật nắp cũng dễ xài hơn. Đó, các chị em thấy không? Kim Anh phải mang đi để xài á. Kim Anh nói thiệt nha, quan niệm của Kim Anh thì Kim Anh không có mong mỏi là mình phải trắng nhanh trắng liền đâu. Kim Anh rất là sợ về tẩy. Thật ra bây giờ ví dụ như Kim Anh muốn trắng một cái èo cái cũng được. Nhưng mà Kim Anh không làm điều đó nha. Cho nên là mong rằng các chị em mình khi mà mình muốn làm đẹp cho mình thì mình cũng phải nên có một cái kiến thức, tìm hiểu một chút xíu để mà mình bảo vệ được sức khỏe của mình là điều đầu tiên. Tại vì sau này ví dụ như các chị em mình nghĩ đơn giản, cái tới khi sau này cái đùng cái mình muốn cải thiện lại khó lắm, khó cực kỳ. Giống như bây giờ nè, Kim Anh đang cải thiện cho một số khách á, thì họ bây giờ cái da của họ ghê quá rồi, bây giờ có cải thiện thì cũng giảm bớt thiểu phần nào thôi, chứ không thể nào mà nó trở lại được như cái làn da đầu tiên của mình được cả. Cho nên là quan trọng lắm nha các chị em mình nha. Một bước nữa,
mà các chị em mình cần phải sử dụng đó là hoa hồng, tinh chất hoa hồng. Bên đây của Kim Anh nó tới 120ml nước tinh chất hoa hồng lực, xài khá là lâu. Và cái bước xe khít lỗ chân lông, tức là sau khi các chị em mình tẩy trang nè, các chị em mình rửa mặt nè, hoặc là tẩy tế bào chết nè, rồi sau đó thì các chị em mình phải sử dụng tẩy nước hoa hồng liền, tinh chất hoa hồng liền. Tẩy trang nè, xài tẩy tế bào chết nè, sữa rửa mặt nè, và tinh chất hoa hồng, đó là bốn bước cơ bản nhất, nhớ nha. Sau đó thì các chị em mình có thể sử dụng serum nhuyễn hoa nghệ tây nè, hoặc là kem nhuyễn hoa nghệ tây. Hai sản phẩm này á, đó đây là một cái dạng serum đậm đặc của nhà Kim Anh đó. Khi mà Kim Anh bôi serum ra là các chị em mình thấy không, serum nó đâu có chảy đâu, nó vẫn đứng im rồi nè. Đây là một cái dạng serum đậm đặc nha các chị em mình nha, và được chiết xuất từ nhuyễn hoa nghệ tây. Các chị em mình muốn biết thêm về công dụng của nhuyễn hoa nghệ tây thì có thể lên Google để search, để viết về thành phần vàng đỏ của thế giới như thế nào nha. Nó cực kỳ quý hiếm nhớ, và phải thu hoạch biết bao nhiêu triệu cái bông mới được nhụy hoa nghệ tây, được bao nhiêu cái nhụy hoa nghệ tây. Một cây hoa được mình thu hoạch được khoảng chừng, tùy nha, tùy vào cái sợi nhụy hoa nó to nhỏ hay là ok xài ok hay không ok ha. Để mà mình lọc ra thì thường đó là một hoa chỉ được khoảng 2 nhụy đến 3 nhụy là cùng, thường thì 3 nhụy, nhưng mà người ta lọc ra ví dụ như nó héo, nó ú hay là nó không có được nhiều dưỡng chất là người ta loại bỏ ra thì còn được 1 đến 2 nhụy thôi. Cả nhà mình biết thu hoạch biết bao nhiêu mới được nhụy hoa như thế. Và đây là cái bộ đôi serum nhụy hoa nghệ tây và kem nhụy hoa nghệ tây nha. Cái cách lấy kem nhụy hoa nghệ tây cũng rất là xịn sò luôn. Và đây là sản phẩm Kim Anh lấy như vậy rất là sạch sẽ và vệ sinh đúng không. Đây là sản phẩm mà Kim Anh sản xuất tại Hàn Quốc nha. Bôi lên thì cái da của mình trân luôn. Sáng ngủ dậy là các chị em mình sẽ thấy được cái da của chị em mình giống như da em bé vậy đó. Đây là một cái bộ đôi dưỡng da và nuôi chăm sóc da của Laura Sunshine được chiết xuất từ nhựa hoa nghệ tây. Nhớ nha các chị em mình nha. Ok. Hồi nãy thì nó bị lóa nắng đó các chị em mình. Bây giờ thì cho các chị em mình ngắm lại nha. Phòng của Kim Anh. Ôi bây giờ thì bắt đầu hoàng hôn, đã hết hoàng hôn rồi. Đây là lúc mà người ta gọi là the dream hả, gym á. Giờ là gym rồi. Rất là đẹp. Ok, trời ơi cái đèn ghê quá. Vô đây thì thấy nè, nghe mình thấy không, biển ở ngoài gym rất là đẹp luôn. Chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Dạ, các chị em mình cứ inbox nha. Đó, đây là phòng của Kim Anh. Dễ thương không? Đó, đây, chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Đây, các chị em mình ơi. Đây, những sản phẩm mà Kim Anh mang theo để Kim Anh xài. Nè. Xài đó. Son nữa nè. Đem tượng trưng đó. Ấy ai đi đặt Phật ạ. Nè, các chị mình thấy không? Mình phải mang theo cái son dưỡng, tại vì sợ nhiều khi ra ngoài này á. Ra ngoài này nó khô môi, tại vì sao ta? Tại vì nóng quá hay là mình nhiều khi mình quên uống nước, mình ít uống nước. Đó. Dễ thương không? Trời ơi, nằm đây mà ủ trắng nha. Nằm đây ủ trắng xong rồi đó, nằm lên đây xong bắt đầu là ủ cái bộ đôi trắng da này của Kim Anh nha. Mình vừa ủ mà vừa ngắm biển nha. Đã không? Nằm phòng tắm, tắm biển. Ngắm biển đẹp. Ok, bây giờ thì Kim Anh đi ăn tối đây. Make up đẹp, đi họp báo. Bây giờ thì họp báo xong rồi. Và bây giờ thì Kim Anh về tám với mọi người. Tại thấy biển đẹp quá. Xong rồi sẵn rồi nói luôn. Cả nhà mình cần những sản phẩm gì mà muốn ủng hộ cho nhà Kim Anh thì các chị em mình cứ inbox nha, hoặc là tư vấn, hoặc là có thể gọi trực tiếp qua hotline của công ty nhà Kim Anh, số là 0283537999. Đây là số hotline trực tiếp
của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Các chị em nào muốn có nhu cầu cùng với nhà Kim Anh hợp tác làm nhà phân phối với Laura Sunshine thì cũng hãy gọi ngay số điện thoại 028 35 37 99 99 nhớ nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chiều rồi, Kim Anh phải đi ăn rồi.